Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong thời lượng 10 phút của chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công ty cổ phần Thuận Đức doanh thu tăng gần 30% so với năm 2021. Công ty Bia Hà Nội nhiều năm liền trong top đầu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 1/2023, luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực với nhiều nội dung mới liên quan đến doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này. Cơ quan chuyên môn trả lời câu hỏi của doanh nghiệp đó là trường hợp tờ khai hải quan có nhiều hợp đồng, nhiều đơn hàng thì việc khai báo được thực hiện như thế nào? Tiếp đó là phóng sự doanh nghiệp phát triển xanh bảo vệ môi trường. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 1 năm 2023, 4 luật có hiệu lực gồm luật kinh doanh bảo hiểm, luật sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ, luật điện ảnh, luật cảnh sát cơ động. Trong đó, 2 luật có nội dung liên quan đến các doanh nghiệp cần quan tâm tìm hiểu, đó là luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ. Luật kinh doanh bảo hiểm đã thay đổi phương thức quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp cho phép xác định vốn và quản lý doanh nghiệp theo rủi ro đặc thù của từng doanh nghiệp. Không còn bằng như trước, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhằm tạo sự rõ ràng phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế xây dựng sản phẩm bảo hiểm. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, bao gồm đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập. Nhờ nỗ lực cải tiến về công nghệ, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nên doanh thu năm 2022 của công ty cổ phần Thuận Đức vẫn tăng gần 30% so với năm 2021, đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đi liền với doanh thu tăng, tổng thu nhập bình quân của hơn 1.700 lao động đang làm việc ở 4 nhà máy của công ty trong cụm công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động cũng tăng 13%, đạt bình quân 11,4 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2022, doanh nghiệp đứng thứ hai trong 10 doanh nghiệp bao bì uy tín nhất Việt Nam. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, doanh nghiệp đẩy mạnh cơ cấu từ sản xuất cho đến thị trường và ứng dụng công nghệ tự động hóa để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Định hướng thời gian tới, doanh nghiệp đi vào sản xuất những sản phẩm bao bì không dệt thân thiện với môi trường, tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, dù diện tích đất sử dụng tại khu công nghiệp ít, nhưng trong nhiều năm liên tục, công ty Bia Hà Nội luôn là doanh nghiệp dẫn đầu về số nộp ngân sách nhà nước lớn cho tỉnh Hưng Yên. Công ty Bia Hà Nội đang thuê 2,3 hectare đất nằm trong khu công nghiệp Phố Đối A. Năm 2022, công ty nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Hưng Yên hơn 350 tỷ đồng. Trong khi nhiều doanh nghiệp có số nộp giảm, thì doanh nghiệp vẫn giữ vững hiệu quả sản xuất, doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước trong nhiều năm liên tục. Năm 2022, công ty sản xuất trên 40 triệu lít bia, tạo việc làm cho trên 120 lao động với tổng thu nhập bình quân 12 triệu đồng một người trên tháng. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Nữ Doanh Nhân Hưng Yên tổ chức tặng quà cho trẻ em và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Tiên Lữ và Phù Cử. Quà tặng bao gồm 95 xuất quà bằng tiền mặt, mỗi xuất là 300.000 đồng và 90 xuất quà là quần áo, đồng phục học sinh, trị giá 250.000 đồng một xuất. Với sự đóng góp ủng hộ của các hội viên nữ doanh nhân trong tỉnh, năm qua, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hội viên phụ nữ và con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền và hiện vật trao tặng trị giá gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên @gmail.com, chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp cá nhân về các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đất đai, thuế và môi trường. Các câu hỏi của quý doanh nghiệp đã được chúng tôi chuyển đến cơ quan chức năng liên quan trả lời và làm rõ. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: xin cho biết trường hợp tờ khai hải quan có nhiều hợp đồng, nhiều đơn hàng thì việc khai báo được thực hiện như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe phần trả lời câu hỏi trên của đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên.
Nguyên tắc khai hải quan đã được quy định tại Điều 18, Thông tư 38, Thông tư Bộ Tài chính và đã được sửa đổi tại Thông tư 39, Thông tư Bộ Tài chính. Trong đó, một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn, thì người khai hải quan phải lập một cái bảng kê hóa đơn hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu gửi kèm trên tờ khai hải quan trên hệ thống để khai báo trên một tờ khai hải quan. Như vậy, nội dung câu hỏi của doanh nghiệp đã được đại diện cơ quan quản lý nhà nước liên quan trả lời cụ thể và quý doanh nghiệp có những câu hỏi xin gửi về địa chỉ chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc hợp tác làm ăn buôn bán giữa các doanh nghiệp mang tính toàn cầu. Việt Nam là một nước đang phát triển, vì vậy muốn hội nhập hợp tác hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp các nước trên thế giới, đòi hỏi từng doanh nghiệp Việt phải luôn luôn tự khắt khe với chính bản thân doanh nghiệp của mình để đáp ứng tốt nhất các điều kiện tiêu chuẩn chung mà đối tác yêu cầu. Trong đó có xu thế doanh nghiệp phát triển sản xuất xanh. Thay vì sử dụng nhiên liệu than như nhiều năm về trước, thì nay hệ thống lò hơi được đầu tư hơn 6 tỷ đồng trong năm 2022 đã giúp công ty cổ phần công nghệ cao Chavaco tại xã Trường Trắc, huyện Văn Lâm sử dụng toàn bộ bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường bằng mùn cưa ép. Kết quả là vừa giảm khí thải độc hại ra môi trường do sử dụng nguyên liệu hóa thạch, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường nghiêm ngặt đối với doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thuốc y tế. Với cái mục tiêu là giảm được cái khí thải nhà kính thì chúng tôi cũng đã đầu tư mới, nâng cấp cái hệ thống lò hơi theo cái định hướng công ty là Chavaco Công nghệ cao với sứ mệnh là nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm xanh có hàm lượng trí tuệ cao và thân thiện, an toàn cho người sử dụng cũng như đảm bảo cái môi trường sản xuất cho cán bộ nhân viên và cộng đồng dân cư. Là doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thuốc đông dược theo định hướng con đường sức khỏe xanh, nên những thay đổi từ nguyên liệu sử dụng cho lò hơi chỉ là một trong nhiều thay đổi mà doanh nghiệp đang thực hiện. Với chiến lược đảm bảo sản xuất xanh theo quy trình khép kín, đó là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và nguyên liệu sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều này tác động trực tiếp đến môi trường làm việc, ý thức và sự gắn kết của mỗi người lao động với công ty. Qua quá trình công tác thì tôi nhận thấy môi trường làm việc của công ty cổ phần công nghệ cao Chavaco là một môi trường rất là tuyệt vời ạ. Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện công ăn việc làm, tạo việc làm cho người lao động cũng như là tạo nguồn thu nhập tốt giúp chúng tôi đảm bảo được cuộc sống và gắn bó hơn với cả công ty. Đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán này thì chúng tôi cũng được thưởng 2 tháng lương nên là chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm công tác. Nhờ những thay đổi của mình đã đưa công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu chuẩn GMP WHO đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Dù hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm mới chỉ dừng lại tại thị trường nội địa, nhưng các tiêu chí mà doanh nghiệp đạt được về tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hội nhập vươn xa hơn nữa tới thị trường các nước trên thế giới với thương hiệu của doanh nghiệp Make in Việt Nam. Thời lượng của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần sự trả lời, giải đáp của các ngành hữu quan, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau.